À, dạ vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay em sẽ test cho mọi người cái con vang WeWood T9 Pro. Đây mọi người nhé. Thì là đầu tiên em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh đấy, hoặc là cách những cái cách căn chỉnh, cách chọn đầu vào, những cái hướng dẫn sử dụng cơ bản để làm sao mà cho chúng ta dễ hát nhất đấy. Và em sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người là con vang này nó có hay hay không đấy. Thì là với một người mà bán âm thanh và là một người trong nghề thì em dám khẳng định với mọi người tại thời điểm này nhé, là chuẩn bị Tết đấy, tại thời điểm bây giờ là ngày 21 tháng 1 năm 2021 dương lịch ấy, thì cái con vang cơ này nó em chưa test được hết các dòng vang cơ, nhưng em bán rất nhiều dòng rồi, nhưng mà để nói mà qua được cái con T9 Pro này thì là rất hiếm con vang nào có thể qua được con vang T9 Pro này. Đấy. Về cái độ vang nhại của nó, cái độ ngọt của nó rất là dễ hát, cũng như là cái chống hú của nó rất tốt. Đấy. Thì là lát nữa em sẽ test cho mọi người nghe là nó hay như thế nào, hoặc là nó vang nhại như thế nào, thì lát nữa em sẽ test cho mọi người. Đấy. Thì đầu tiên là em đã hướng dẫn nhé, hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cơ bản đã. Thì tiện đây em cũng xin phép là test luôn cho anh Tuấn này. Đầu tiên là anh Tuấn ở Hòa Bình. Đấy. Thì ở đây là hóa đơn của anh cũng như là thẻ bảo hành, giá là 2.350.000. Và cái thứ hai là của anh Thăm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cũng như vậy, 2.350.000, miễn phí vận chuyển và tặng dây kết nối. Đấy. Thì ở đây, dây kết nối của các anh là mọi người dùng âm ly nhé, thì bảo bên em sẽ tặng cho mọi người là dây Canon da AV này. Đấy, và một dây quang Chosy, dây quang rất là xịn đấy ạ. Đấy, dây quang này khá là đắt đấy, không phải rẻ tiền đâu. Và một giác cắm súp để cho mọi người dùng súp điện. Được chưa? Rồi, đây là các cái phụ kiện. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Lê Văn Tuấn và anh Minh Thăm. Đấy, đã ủng hộ cho shop HD Audio. Đấy. Quay trở lại cái video clip này thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh. Và trước khi chỉnh thì mọi người kiếm cho em một cái tô vít nhá. Anh ấy lấy cho em cái tô vít nhỉ. Rồi. Đấy. Đầu tiên là mọi người nhìn này. Đây đó là hai cái mic 1 và mic 3, mic 2, mic 4. Nếu chúng ta dùng mic có dây thì cắm đằng trước, mà nếu mà dùng mic không dây thì nên là cắm đằng sau cho nó tiện. Đấy. Ở đây thì em đang kết nối với cái mic không dây DB Acoustic. Đấy. Chưa? Lát nữa thì chúng ta đi sâu vào cái này sau. Đây này. Chúng ta muốn mic to, mic bé thì vặn cái này lên nhá. Đấy thì em đang để là 12 giờ. Được chưa? Con vang này thì nhà sản xuất người ta căn chỉnh khá là chuẩn rồi. Nên là gần như là chúng ta không phải chỉnh gì hết. Nếu mà mọi người mà ai mà trẻ con hoặc gì đó chỉnh linh tinh đi hết rồi, xoay các vòng rồi, đấy, xoay đi nó không còn chuẩn nữa, thì mọi người nhớ cho em nhé, chỉnh hết về 12 giờ cho em. Cái mức 12 giờ nó có một cái, đấy, nó có một cái cá này, vạn phát là nó sẽ giữ lại. Đấy, thì chúng ta nhớ nhé, chỉnh hết về 12 giờ cho em, tất cả các cái thông số ở đây. Là chúng ta hát đã hay rồi, nó đã khoảng được 90% rồi. Đấy. Nhà sản xuất người ta căn chuẩn lắm. Riêng cái vang này em thấy rất dễ dùng. Và cái echo là chúng ta cũng để vậy 12 giờ cho em này. Mic cũng thế này, mic to bé chúng ta có thể tùy chọn, và nhạc. Đấy. Như thế này là chúng ta hát đã alo nó đã là ngon lành lắm rồi. Đấy. Còn lại là chúng ta muốn tiếng mic nó dày hơn một chút, hoặc là tiếng mid cái nó dễ hát hơn một chút, thì chúng ta chỉnh cái này cho em này. Cái bát nhích hơn một chút khoảng 12 rưỡi, mid cũng vậy 12 rưỡi, được chưa? Đấy, để cho nó dễ hát. Còn cái này tất cả để hết 12 giờ cho em, để hết về giữa. Còn đây là về phần music, có nghĩa là phần nhạc thì chúng ta có thể là tùy chọn để tăng bát, tăng chép. Ví dụ như loa nhà mình mà bát nó đoánh nó chưa sâu thì chúng ta tăng cái này lên, hoặc là chép mà nó chưa tí tích, chưa tí tách ấy, tăng cái phần chép về lên. Được chưa? Đấy. Chỉnh rất đơn giản nhá. Em nói lại là nếu mà chúng ta chỉnh loằng ngoằng đi hết mà hát nó không được hay như ban đầu, thì chỉnh hết
các cái này về 12 giờ cho em nha, chỉnh hết về 12 giờ được chưa. Còn đây là nút chống hú này, mọi người lưu ý này, ví dụ chúng ta nhả ra là không chống hú, ấn vào là chống hú được chưa. Nhưng nếu mà nhả ra chúng ta hát thử mà nó không bị hú thì chúng ta nên nhả nó ra, nhớ nhá. Nhả ra mà không bị hú thì nên nhả nó ra. Còn nếu mà nó vẫn có một chút y y ấy, nó hơi bị hú thì chúng ta bấm nó vào. Tại vì là bất cứ một con vang nào cũng vậy, dù rẻ tiền hay là dù đắt tiền, thì khi tiếng mic nó đi qua cái vị trong hú, nó cũng sẽ bị suy hao đi một chút. Đấy. Và tiếng mic nó tóm lại là nó không được nguyên vẹn như ban đầu. Nhá. Tất cả từ con vang 1, 2 triệu cho đến 5, 10 triệu đều như vậy hết. Đấy. Chính vì vậy chúng ta hạn chế cái can thiệp vào phần tiếng mic. Đấy. Rồi, rất là đơn giản thôi. Còn ở đây thì em đang kết nối như thế này này. Em đang dùng cổng quang từ TV xuống. Thì chúng ta sẽ kết nối như thế nào cho em này. Đây em sẽ quay cạnh lại cho dễ nhìn nhá. Dây quang thì chúng ta cắm ở đây. Được chưa? Xoáy cái Bluetooth vào. Ở đằng sau thì chúng ta cắm đường mic không dây. Đấy. Ở đây thì nhà sản xuất có hai đường đầu vào AUX. AUX1 và AUX2. Để ví dụ chúng ta có thể vừa cắm điện thoại, vừa cắm TV, hoặc là cắm đầu Android Book. Tóm lại là cắm cái gì thì cắm. Đấy. Nhá. Chúng ta có rất là nhiều đầu vào. Ở đây có đường ra này. Con này nó hơi sai, nó không phải là nó hơi thiếu sót một chút, là nếu mà em mà là nhà sản xuất ấy, thì là em sẽ sản xuất chỉ cần một đường vào này thôi, và đường này sẽ là cho một đường ra. Đấy, đường ra để chúng ta có thể là live stream, hoặc là cũng có thể là ra bằng đường AV thì nó rất tiện. Đấy, kết nối với hai cái đẩy, hoặc là một cái đẩy một cái âm ly thì nó rất là tiện. Đấy, giá như mà nhà sản xuất người ta thay cái đường này là đường vào mà nó thành đường ra thì sẽ hay hơn. Đấy, nhưng mà thôi, chúng ta tôn trọng cái quyết định của họ. Đây, em đang kết nối với cục đẩy bằng đường left right nhé. Đấy. Được chưa? Còn đây là cái cổng center. Thì mọi người có hỏi em là có một vài người có thắc mắc là gì nhỉ? Sao mà cái cổng center đằng trước nhạc nó không nháy? Thì mọi người lưu ý này. Bấm nó vào thì nó là music, nhả nó ra thì nó là tiếng mic. Mic qua cái phần center, chúng ta nếu không cắm cái cổng này thì tốt nhất là bấm cho em vào trong. Đấy, thì khi mà có nhạc nó sẽ nháy nhá. Còn nếu mà nhả ra thì chúng ta alo nó mới nháy, được chưa? Đấy, cái này được gọi là bấm vào thì là tiếng nhạc nó sẽ ra đường center, nhả ra thì tiếng mic nó ra bằng đường center. Đấy, nhưng mà chúng ta không dùng cái này, tốt nhất là bấm vào cho em. Được chưa? Cái này nó là cái volume của center, có nghĩa là volume của cái cổng này. Đấy, thì nó vặn ở đây. Ở đây thì có đường sub out. Đấy. Thì mọi người nhìn này, đây là cắt tần này. Nếu mọi người dùng sub điện nhá, dùng sub điện thì chúng ta để 12 giờ hết cho em. Còn nếu mà chúng ta dùng sub hơi đấy thì phải hiểu được cái này. Volume có nghĩa là to nhỏ đấy, thì chúng ta tùy chỉnh. Còn cái cắt tần này này thì lưu ý là chúng ta cắt làm sao mà nghe cái tiếng bát nó tròn nhất, thì chúng ta sẽ để thường thì là em để khoảng mức chỗ này khoảng 7 giờ. Đấy, có nghĩa là tần số là 50 đến 70 Hz, khoảng 60 Hz, 60-65 ấy. Thì đấy, thường thường nó là cái tần số mà tiếng bát nó sâu nhất. Thì khi nào mà chúng ta dùng, nếu mà ai có sub điện thì bên em sẽ tặng cái rắc như vừa rồi đấy. Đây, rắc này. Để cắm ra sub điện. Để cắm cái AV. Thì tất cả các cái con vang ấy, nó chỉ ra bằng một đường sub thôi. Đấy. Thì là chúng ta chỉ cần một dây này xuống cái sub nhá. Không cần hai dây, được chưa? Chỉ cần một dây thôi. Vì con vang nào nó cũng vậy. Cái tín hiệu nó mạnh lắm. Nó không giống như là ở trên âm ly xuống sub điện. Các cái âm ly đời cũ như Jaguar thì là nó dùng hai sub, dùng hai dây, nhưng ở trên vang nó chỉ dùng một dây thôi nhá. Mọi người không cần quan tâm vấn đề đấy, chỉ cần cắm một dây là nó ra đấy. Còn muốn nó to hơn thì vặn cái này lên, tín hiệu nó sẽ mạnh hơn, nó to hơn nhá. Sub điện thì chúng ta để hết 12 giờ cho em, chỉnh ở trên sub.
Còn nếu súp hơi ấy, thì chúng ta phải chỉnh cái này, cắt tần đi. Khi nào mà chúng ta dùng súp hơi, ví dụ như là ghép với con đẩy 3 kênh như thế này chẳng hạn này. Đấy, ở đây là em có con đẩy 3 kênh này, thì chúng ta sẽ ghép súp hơi xuống. Và một cái kênh này nó có công suất để nó kéo một cục súp hơi. Được chưa? Và bây giờ là đến tiết mục là em sẽ test cho mọi người cái vang nhại của con này nhá. Dạ vâng, và bây giờ thì em sẽ test cho mọi người nghe cái vang nhại của con WeWood T9 Pro này, cũng như là cái nhạc của nó này. Đấy. Ở đây thì em đang ghép cho mọi người là một cái mic DB Acoustic DB500 Pro. Đấy. Đây là cái dòng tầm trung, không phải là rẻ nhất cũng như là không phải là đắt nhất của DB Acoustic. Và một cái cục đẩy DB D2610. Đấy, con này dùng 3 kênh, tuy nhiên thì ở đây em đang ghép chỉ là 2 kênh thôi. Và một đôi loa DB Bass 30 côn 76, model là DS12 mọi người nhé. Rất là đơn giản, một vang này, một mic này, một đẩy này và một đôi loa. Đấy. Thì bây giờ là em sẽ test cho mọi người nhé. Ở đây em kết nối là kết nối điện thoại và Bluetooth, được chưa? Nhá. Xin mời mọi người nhé. Làm quan họ tròn tình nghe anh hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu ngàn vui sông nước đưa đưa, anh cũng chẳng biết đến bao giờ tìm bằng thiệt một câu hát đôi. Anh chưa đổi chiếc ngọt và hỏi xem sẽ đã mấy hẹn mấy họ, mà sao mười qua mà cứ giấu nụ cười trong vành nón hoa, trong tà áo tươi hơn đi hồi mùa xuân. Vâng, vừa rồi là em test một đoạn như vậy thôi. Thì mọi người thấy thứ nhất là cái chống hú của nó rất là tốt, đúng không? Đấy, em ngồi cách loa khoảng 2 mét. Xin lỗi, tí nói thành 2 cây số. Đây, em cách loa 2 mét. Và đây là loa dùng tép kèn, nhưng mà nó chống hú rất tốt. Và thứ hai là cái vang nhại của nó, nhưng mọi người có để ý thấy không, nó đảo từ bên này sang bên kia. Đấy, đảo stereo ấy, nghe rất là rõ nét. Chúng ta lên là cái tiếng mic nó rất là bay. Đấy, hát nó không bị hụt hơi, nó không bị mệt. Đấy. Vâng, vừa rồi là cái video clip mà bên em hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh con WeWood T9 Pro, cũng như là test một đoạn karaoke để cho mọi người đánh giá. Thì có điều gì mà mọi người không hiểu, hoặc là cần hỗ trợ, hoặc là muốn mua hàng, thì mọi người vui lòng liên hệ tới 2 số hotline mà em để ở trên màn hình đấy ạ, là 0777 300 400, hoặc 0987 630 409. Vâng, và xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.